Thì đây là khu vườn của mình, thì hôm nay mình sẽ layout lại và dọn dẹp cho nó sạch sẽ để mà chuẩn bị trồng rau khi mùa đông qua đi. Đây là mùa thứ ba rồi các bạn. Thì 2 năm rồi mình trồng rau đều thất bại, thì năm nay mình quyết định thay đổi lại cách trồng cũng như thu dọn ngọn lại cái diện tích nhỏ hơn để dễ dàng chăm sóc. Thì mình chủ yếu trồng các loại rau thơm mà đem từ Việt Nam qua. Mình sẽ tiến hành trải đá toàn bộ những diện tích không trồng rau, chỉ để lại một ít thôi. Và mình sử dụng cái miếng mua ở Viva Home hay là Home Center ở bên Nhật, nó bán rất là rẻ thôi, khoảng 300 yên một miếng. Mình mua 5 miếng này. Và dưới bây giờ mình tiến hành dọn dẹp các bạn. Thì bên Nhật nó không bán những loại rau thơm giống như Việt Nam, nên là khi muốn ăn thì chỉ trồng hoặc là mua ở những cái quán Việt Nam thôi các bạn. Cây là nó bay từ bên nhà ra ngoài các bạn. Thì bên cái bên nhà mình là cái bệnh viện, nó trồng rất nhiều cây cao và lá đã bay qua đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành đào đất để mà chôn cái tấm này xuống khoảng một nửa cái tấm này các bạn, để cho nó giữ chắc. Và trong cái khung hình đó thì mình sẽ đổ đất. Và bây giờ thì mình sẽ rải cái thuốc, mà cái thuốc này rải xuống thì cỏ nó không mọc được các bạn.
Khi mà giải xong cái lớp này thì mình sẽ giải bạt lên và mình giải đá đúng không ạ? Thường thì giải bạt thôi cũng được. Lúc này thì bạn mua những cái Viva Home hoặc là cái Homer Center ở đây bán rất nhiều đủ thứ dụng cụ lao động, các cái thuốc, phân, đất, trồng cây rất là tiện. Và bây giờ mình sẽ tiến hành chảy đá. Đá ở đây thì bán khá là mắc, bán theo ký các bạn. Một bao là 20 ký, khoảng 50 ngàn tiền Việt Nam chúng ta. Đá thì khá là mắc. Đây là loại đá rẻ nhất mình mua. Thank you.
sinh nhê. Chắc phải 2/3. Năm bao. Và 20 bao, tới chục bao nữa. Hả? Chuyện trước mình làm chưa xong thì trời tối đây, thì tuần này tiếp tục làm. Hôm qua tuyết nó rơi rất là cũng khá là dày, khoảng 10 cm rồi vẫn còn đọng lại. Thì chờ tuyết tan thì mình tiếp tục làm dọn dẹp và trộn phân vào đất nhé các bạn. Thì tốn khoảng 2 ngày thứ bảy thì mình đã làm xong và nhìn khá là đẹp. Ủa? Thì mình đã dọn sạch sẽ đất cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ mùa đông qua làm bằng tiến hành trồng cây các bạn.